Trấn Thành Hương Giang lấy Nô Phước Thịnh ra trêu ghẹo Mai Phương Thúy. Trái lại với sự nghiêm túc, Mai Phương Thúy bỗng trở thành nơi mang lại tiếng cười ở người ấy là ai. Tưởng chừng Mai Phương Thúy là một mỹ nhân có dày dạn kinh nghiệm tình trường, chắc chắn, nhưng nào ngờ cô lại vô cùng trẻ con và có những phát ngôn lầy lội trên sóng truyền hình. Vừa qua, tập 7 của chương trình Người Ấy Là Ai đã chính thức được lên sóng với khán giả. Ngoài MC Trấn Thành Hương Giang, thì lần này cố vấn chính là Hoa hậu Mai Phương Thúy Bảo Thy và diễn viên Huy Khánh. Nhiều người thắc mắc liệu với hai mỹ nhân hiếm khi nào chia sẻ về chuyện tình cảm, thì sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào cho nữ chính. Nữ chính trong tập này khá đặc biệt, cô tên Linh Nga và đang là giáo viên mầm non. Đã tận 9 năm cô độc thân và chưa mở lòng ra để yêu một ai. Đến chương trình, nữ chính còn đưa thêm cả con gái nuôi của mình đi cùng. Xoay quanh tập này, Mai Phương Thúy như một gương mặt mang lại tiếng cười cho mọi người. Trấn Thành Hương Giang đồng lòng trêu ghẹo Hoa hậu khi cô tự nhận mình còn thảm hơn nữ chính trong chuyện tình cảm. Thậm chí người đẹp luôn có những phát ngôn từ trên trời rơi xuống, khiến nam MC phải xin lỗi cả trường quay. Ngoài ra, dàn cố vấn luôn tranh thủ nhường sân cho Mai Phương Thúy để cô có thể giải bày những câu ngơ ngác của mình. Trong tập này, Hương Giang còn đá xoáy Mai Phương Thúy. Chị thích yêu ca sĩ chứ không phải diễn viên nhé. Song cô và Trấn Thành cùng hát vài câu trong ca khúc Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ của Nô Phước Thịnh, khiến Hoa hậu Việt Nam 2006 bối rối. Khi nhận thấy mình mãi không trưởng thành, không có suy luận chắc chắn và bị chọc ghẹo quá nhiều, Hoa hậu còn hù dọa với Trấn Thành, em về em mách chồng em. Phát ngôn này khiến nhiều người tò mò ai đang là người đàn ông của cô. Tiếp đó, nữ chính cũng khá may mắn khi chọn được người đàn ông cho mình, là người cuối cùng xuất hiện, chí tính cũng đã 6 năm không yêu ai. Từ sau Cánh Gà, mình đã đồng cảm với chia sẻ đã lâu không yêu ai của Nga. Mình hiểu được cảm giác đó, chí tính chia sẻ. Trong khi đó, Linh Nga không giấu nổi niềm vui. Lúc này em vô cùng hạnh phúc, em nghĩ mình không có kinh nghiệm, nhưng từ lúc anh ấy bước ra em đã thấy có tình cảm rồi. Ngoài cái kết đẹp của nữ chính, câu chuyện về nghệ thuật mà Trấn Thành khẳng định, thì khán giả đã cười không ngớt trước những câu nói thiếu muối của Mai Phương Thúy trong tập vừa qua. Dương Khắc Linh hôn vợ kém 13 tuổi thắm thiết trong lễ đón dâu. Cô dâu chú rể phấn khích trước sự chúc phúc của gia đình hai bên. Sau buổi lễ tại tư gia nhà gái, cô dâu sẽ được rước về nhà chồng. Sau hơn nửa năm yêu nhau, cặp đôi Dương Khắc Linh Sara Lu chính thức nên duyên vợ chồng từ hôm 2 tháng 6. Ngay từ sáng sớm, Dương Khắc Linh cùng đoàn nhà trai đã chuẩn bị đầy đủ sính lễ để sang rước cô dâu Sara Lu. Lễ rước dâu được tổ chức theo đúng thủ tục truyền thống, chú rể và gia đình qua nhà cô dâu đón dâu. Dương Khắc Linh tự lái xe đến đón cô dâu vào khoảng 10:30 sáng. Nam nhạc sĩ được biết tới là một nhạc sĩ nhà sản xuất âm nhạc tài ba của showbiz. Đồng thời, anh cũng từng làm huấn luyện viên, giám khảo cho các chương trình như Nhân Tố Bí Ẩn, Giọng Hát Việt Nhí. Dương Khắc Linh diện vest đen bảnh bao đến nhà gái rước dâu. Cô dâu chú rể phấn khích trước sự chúc phúc của gia đình hai bên. Sau buổi lễ tại tư gia nhà gái, cô dâu sẽ được rước về nhà chồng vào lúc 13 giờ cùng ngày. Dương Khắc Linh dành cho vợ nụ hôn ngọt ngào. Trong nửa năm yêu đương, theo anh, cả hai đã trải qua không ít sóng gió thăng trầm. Điều này giúp cặp đôi hiểu và trân trọng tình cảm của nhau nhiều hơn. Cặp đôi Dương Khắc Linh và Sara Lu yêu nhau được hơn nửa năm. Cả hai được khen ngợi tính cách và ngoại hình tương xứng. Thiệp cưới của cặp đôi cũng đã được phát cách đây một tuần. Được biết đám cưới của cặp đôi sẽ có khá nhiều nhân vật hot của showbiz Việt đến tham dự. Vợ chồng đăng khôi cũng có mặt cùng gia đình nhà trai đi đón dâu. Theo như chia sẻ của một người bạn thân, sau thiệp cưới vợ chồng Dương Khắc Linh Sara Lu sẽ đi du lịch tại Hà Lan, Australia cùng với gia đình bên vợ để vun đắp tình cảm giữa mọi người. Sau đó cả hai sẽ cùng đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ hoặc châu Âu vào cuối tháng 8. Sau đám cưới, cả hai vẫn tiếp tục hoạt động trong làng nhạc Việt. Ngoài ra, cặp đôi cũng đang mong muốn có con vì cả hai đều là những người yêu trẻ nhỏ. Hòa Minzy quỳ gối hát tỏ tình với bạn trai doanh nhân giữa đám đông. Tối ngày 1 tháng 6, Hòa Minzy đã quỳ gối tỏ tình với bạn trai khi đang hát bản hit Cầu Hôn của Văn Mai Hương. Chuyện tình ngọt ngào của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vừa qua, Hòa Minzy tổ chức mini show tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đêm nhạc riêng đầu tiên của nữ ca sĩ sau khi cô trở lại V-pop bằng ca khúc Chỉ Là Tình Cờ. Rất đông người hâm mộ bạn bè nữ ca sĩ đã có mặt trong đêm diễn. Đặc biệt, bạn trai doanh nhân của Hòa Minzy cũng xuất hiện để cổ vũ cô. Cũng tại đây, giọng ca người Bắc Ninh đã dành cho người yêu món quà đặc biệt. Tôi có ca khúc muốn dành tặng anh ấy, đây cũng là điều ước trong sinh nhật vừa qua của tôi. Nữ ca sĩ chia sẻ trước khi cất giọng hát, cô lựa chọn bản hit Cầu Hôn của Văn Mai Hương, đồng thời mời bạn trai lên sân khấu cùng song ca. Ngay trên sân khấu, Hòa Minzy khiến bạn trai cũng như người hâm mộ bất ngờ khi quỳ xuống tỏ tình với bạn trai. Cô vừa cầm chặt tay anh vừa hát, anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không?
Hành động của nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú và dành nhiều tràng pháo tay cũng như tiếng hò reo cổ vũ. Nhiều người còn lớn tiếng giục bạn trai nữ ca sĩ đồng ý và đáp lại lời yêu của cô. Bạn trai doanh nhân của Hòa Minzy khá ngượng ngùng khi được tỏ tình trước đám đông, nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô và cùng hát nốt phần còn lại của ca khúc. Anh cũng đáp lại lời cầu hôn của cô bằng câu hát "Có muốn về nhà với anh không?". Cuối bài hát, hai người hạnh phúc bày tỏ tình cảm trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả đêm nhạc. Bạn trai Hòa Minzy tên là Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1987 và đang điều hành một doanh nghiệp chuyên về phân bón. Bố của anh là một đại gia có tiếng tại Long An. Hòa Minzy và bạn trai chính thức công khai tình cảm vào tháng 3, 2018. Tuy nhiên, cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò từ gần một năm trước đó. Trong đêm nhạc được tổ chức ngày 1 tháng 6, nữ ca sĩ tiết lộ hai người vừa kỷ niệm 2 năm hẹn hò. Hòa Minzy từng chia sẻ bạn trai là người bao dung, chấp nhận hình xăm cũ trên người cô. Anh cũng luôn bên cạnh chăm sóc nữ ca sĩ trong những ngày tháng bị bệnh và mất giọng hát. Trước đó, chia sẻ với báo, nữ ca sĩ tiết lộ bạn trai tuy đã ngoài 30 nhưng khá trẻ trung trong tình yêu. Bạn trai đã ngoài 30 tuổi nhưng trong tình yêu vẫn rất trẻ trung, tính cách giống hệt tôi. Tôi nghĩ mình sẽ trẻ lâu khi yêu anh ấy và anh ấy cũng trẻ lâu khi yêu tôi, cô chia sẻ. Bị chỉ trích vì đăng tin sốc tuyển vợ, Lương Bằng Quang bất ngờ thú nhận sự thật phía sau. Sau màn đăng tin tuyển vợ khó đỡ, Lương Bằng Quang phải đăng một thông báo khác nhằm giải thích mọi chuyện. Sau hơn một tháng đường ai nấy đi với Ngân 98, Lương Bằng Quang quyết định tuyển vợ mới. Nam ca sĩ thậm chí còn nhá hàng lý do tuyển vợ, đồng thời đưa ra thời điểm cụ thể để các cô gái có thể dễ dàng nắm được. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Vừa qua, Lương Bằng Quang đã chính thức đăng thông báo tuyển vợ lên Facebook cá nhân. Thế nhưng sau đó, hàng loạt tranh cãi căng thẳng đã nổ ra, khiến nam nhạc sĩ phải đăng đàn giải thích và có những hé lộ cực sốc. Thầy Quang tuyển vợ, tiêu chí gọn gàng, vui vẻ biết ơn, tiêu chuẩn sạch, sống lành mạnh, biết kiếm tiền. Anh cỡ nào mà đòi hỏi, tài sản giá trị nhất của anh lúc này là độc thân vui tính. Một, gọn gàng, đừng vì yêu anh mà em mới hy sinh sống ngăn nắp vệ sinh, nó phải xuất phát từ thói quen, thậm chí là sở thích của em. Biểu hiện rõ nhất là khi em ở khách sạn dù có người làm nhưng em vẫn tự dọn. Hai, vui vẻ, đừng cố gắng tươi cười với anh vì điều đó sẽ khiến em mệt mỏi. Vui vẻ là vì em muốn đẹp và sống tích cực cho bản thân, biểu hiện rõ nhất là em chả than vãn chuyện đã rồi. Ba, biết ơn, không ai bắt em biết ơn họ đâu, nhưng nếu em học cách biết ơn mọi sự giúp đỡ dù nhỏ, con mình sẽ hiếu thảo và lễ phép với mình. Bốn, sạch, vi trùng và mầm bệnh không được thấy bằng mắt mà thấy bằng kiến thức, em phải tìm hiểu thêm và dạy lại cho anh về sức khỏe. 5. Sống lành mạnh, chỉ phê tự nhiên không phê hóa chất. Phê hóa chất là bia rượu, thuốc lá, cỏ, thuốc lắc, bóng chất kích thích. Anh không dám dùng vì anh biết anh sẽ thích vì nó tiện và rẻ. Còn phê tự nhiên là ăn ngon thật, nhìn thấy thật, du lịch, xúc giác thật, lành tình, hạnh phúc thật, nói chuyện. Nhưng cái này muốn làm được đòi hỏi em phải làm giỏi cái thứ 6 này. 6. Kiếm tiền, không cần kiếm tiền vì anh hoặc vì cả gia đình này, kiếm tiền để em đủ bản lĩnh, có thể bỏ bớt anh bất cứ lúc nào em muốn, vì anh vẫn là đứa con nít, anh nghĩ vậy. Thả thính inbox cho anh nhé, anh bảo mật thính em, làm bạn trước cho chúng ta dịp Tết nhau. Vì anh cũng muốn học thêm tiêu chuẩn mà em có, gửi hình cam thường và nhắn tin bằng giọng nói về cảm giác của em khi đọc những điều anh viết ở trên. Thầy Quang gửi vợ thầy Quang tương lai. Sau màn đăng tin tuyển vợ cực sốc của Lương Bằng Quang, cư dân mạng đã không ngại vào ném đá chỉ trích nam nhạc sĩ. Em thấy anh giờ không phải là Lương Bằng Quang của lúc trước. Anh ra nhiều điều kiện mà anh không nhìn lại mình cũng chẳng ra gì. Con gái người ta thả ế chứ không lấy một người như anh mà làm chồng đâu, nọc độc tướng quân à. Tỉnh đi anh ơi, anh đừng đu dây điện nữa. Một người khác ném đá, trước khi viết nên mua gương về tự nhìn trung thật về bản thân đi, ảo tưởng quá rồi. Đọc qua ối mấy lần, thấy khinh bỉ tên này, tội nghiệp nhỏ Ngân, đàn ông tồi là đây. Đọc sâu thấy quen mệt quá, thà một mình còn sướng cái thân. Chia tay chưa được mấy ngày mà lại loạn lên tìm người thay thế. Kiểu này Tết 2-3 năm rồi con gái nhà người ta mất cơ hội, quá lứa, xong thầy chốt câu. Tết rồi thấy ta chưa hợp nhau, chào em nhé. Hình như lúc này thầy rảnh lắm, ghi toàn cái xàm xàm. Người con gái thế nào do cách nghĩ của thầy. Nói thế này thì ai cũng tự cho mình 100 điểm. Ủa, con gái người ta đến cho thầy tuyển à? Thầy viết ra những từ này có nhìn lại mình chưa? Có tiền không phải là tất cả nha. Và rất nhiều bình luận chỉ trích khác từ khán giả. Trước sự phản ứng mạnh của dân tình, Lương Bằng Quang đã đăng một status mới, nhưng nội dung lại càng khiến cư dân mạng bức xúc. Cụ thể, nam nhạc sĩ cho rằng anh tuyển vợ chỉ là cách tự nhắc bản thân về lối sống mà anh đang theo đuổi, chứ hiện tại chưa muốn lấy vợ.
Để chế độ tự do bình luận giúp Quang đọc được khen chơi và cả chửi. Người chê và chửi cũng không sai, vì hướng suy nghĩ và tầm nhìn của họ luôn đúng với bản thân, môi trường họ sống. Bản thân Quang cũng chẳng đúng, vì Quang vẫn sẽ chỉnh lại tiêu chí của mình khi Quang có dịp gặp những người giỏi hơn Quang. Nhưng nhìn xem, nếu bạn cố theo những tiêu chuẩn tuyển vợ dù nam hay nữ và cả LGBT trên của Quang, thì người đầu tiên hưởng lợi là ai, bạn biết không? Bạn trả lời thử. Quang đọc bình luận vẫn để đó không xóa, vì thực chất trong tuyển vợ chỉ là cách Quang tự nhắc bản thân về lối sống mà Quang đang theo đuổi. Suy luận thế nào cho đơn giản nè, đến giờ Quang vẫn không muốn lấy vợ bởi một phần lối sống đó mà ra. Vậy nếu người con gái có cùng lối sống giống Quang thì họ cũng vẫn thích độc thân vui tính thôi. Quang ghi ra lối sống của mình, dạy hát mục đích vẫn muốn mang cho những ai chịu nhận mình còn dở để họ sống vui vẻ hơn và thành công hơn. Sau tất cả, Lương Bằng Quang thừa nhận thực chất trong tuyển vợ chỉ là cách Quang tự nhắc bản thân về lối sống mà Quang đang theo đuổi. Nhật Kim Anh xác nhận ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã lên tiếng xác nhận tin đồn ly hôn với ông xã Bủ Lộc. Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao trước tin đồn nữ ca sĩ Nhật Kim Anh ly hôn với ông xã Bủ Lộc sau nhiều năm chung sống. Cụ thể, trên trang cá nhân của Nhật Kim Anh đã đổi thành trạng thái độc thân, đồng thời cô liên tục chia sẻ những dòng trạng thái tâm trạng. Cũng theo đó, kể từ tháng 2, 2019, cũng không thấy nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh cùng chồng và con trai. Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Kim Anh vướng phải tin đồn chia tay Bủ Lộc, bởi trước đó trên mạng xã hội đã nhiều lần xuất hiện tin đôi vợ chồng nữ ca sĩ cơm không lành, canh không ngọt. Nói máy với Nhật Kim Anh, nữ ca sĩ xác nhận việc ly hôn với chồng sau nhiều năm chung sống. Nhật Kim Anh từ chối chia sẻ thêm thông tin vì lý do sức khỏe đang không tốt. Cô chỉ tiết lộ cuộc sống hôn nhân từ lâu đã không hạnh phúc, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến con trai nên nữ ca sĩ đã im lặng trong suốt thời gian qua. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đã quá sức đối với cô. Do không muốn ảnh hưởng đến con trai nên trước đây Nhật Kim Anh từng một mực phủ nhận chuyện mình đã ly hôn. Nhật Kim Anh và ông xã Bủ Lộc làm đám cưới hoành tráng cuối năm 2014 và có một con chung. Tuy nhiên, khoảng cuối năm 2017, dư luận rộ lên thông tin Nhật Kim Anh đã ly hôn với ông xã. Nguyên nhân là do suốt một thời gian dài, nữ diễn viên lời sám hối không nhắc đến ông xã hay chia sẻ bất cứ hình ảnh nào về gia đình của mình trên trang cá nhân hay tại những sự kiện. Khi đó, Nhật Kim Anh một mực phủ nhận và cho biết do công việc bận rộn và trang cá nhân của tôi chủ yếu để bán hàng và trao đổi với khán giả khách hàng. Chồng Kim Anh chủ yếu sống và làm việc ở Cần Thơ, trong khi cô chủ yếu hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.